Xin chào tất cả các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 ở Quảng Ngãi. Thì hôm nay kênh Otto Channel sẽ hướng dẫn cho các bạn giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. Chúng ta sẽ làm bài trong vòng 90 phút. Đề thi của chúng ta gồm các phần sau đây. Phần A là phát âm. Phần B là cấu trúc câu và từ vựng. Chúng ta có phần sửa lỗi sai. Phần từ gia đình. Phần đọc hiểu. Phần điền từ và đoạn văn. Phần đọc hiểu. Phần viết câu và phần viết đoạn văn. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải phần A la mã, phần pronunciation. Trước tiên giải phần này, chúng ta đọc yêu cầu của đề bài ha. Chọn cái từ, cái mà có cái từ được gạch dưới, được phát âm khác với những từ khác. Rồi. Chúng ta thấy câu 1 họ gạch dưới chữ ED. Đây là dạng bài rất là thân thuộc đối với chúng ta ha. Chúng ta có nguyên một cái video clip để nói về các nguyên tắc phát âm ED trong tiếng Anh. Ở đây chúng ta sẽ nói chung lại ha. Bây giờ chúng ta có từ invited, invite tận cùng bằng T, thêm D, chúng ta đọc là it. Chúng ta có câu B lost tận cùng bằng T, thêm D, chúng ta đọc là it luôn. Còn câu C mended, T dưới đây đọc là it. Còn câu D chúng ta đọc là tờ ha. Lý do là chữ GH này chúng ta đọc là F, F thì chúng ta đọc là tờ. Chúng ta đọc là laugh, laugh tờ nha. Vậy thì các bạn thấy là chúng ta chọn câu D. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Câu số 2 của chúng ta họ gạch dưới ES là họ đang kiểm tra chúng ta cách đọc về ES. Các bạn thấy là trước ES là CH nè, SH nè, K nè, và chữ cuối cùng là S. Thì tương tự chúng ta cũng có một video hướng dẫn cách đọc S và ES ở trong kênh, các bạn theo dõi nha. Tận cùng bằng CH chúng ta đọc là watches, chúng ta đọc là is. Tương tự watches, SH đọc là is. Còn chữ K chúng ta đọc là S. Còn chữ cuối cùng chúng ta đọc là is ha, watches. Rồi. Vậy thì rất rõ ràng, các bạn chọn câu C. Những từ này chúng ta có nguyên tắc. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Họ gạch dưới chữ A. Chữ A. Câu A các bạn đọc là climate, là khí hậu nha. Các bạn không đọc là climate ha. Một số bạn đọc và chưa chuẩn, các bạn đọc là climate là sai. Từ này là đọc là climate là âm ờ. Các bạn biết muốn viết âm ờ viết như thế nào thì các bạn cứ tra từ điển. Rồi. Câu B chúng ta đọc là exchange. Change là âm A. Đây A. Education. Đây là âm A ha. Rồi, âm A sẽ viết như thế này. Education. Famous là âm A luôn. A. Cái này là âm ờ nha, âm ờ là chữ e này ngược lại nè. Vậy các bạn thấy là 3 âm a, 1 âm ờ. Vậy chúng ta chọn câu A, climate. Bây giờ chúng ta qua câu số 4. A, chúng ta đọc là hotel. Hotel. Thì các bạn thấy là chúng ta có đọc chữ H ha. Chúng ta đọc là H, hotel. Còn câu B, chúng ta đọc là hour. Có nghĩa là H cầm. H cầm. Và không đọc. Chúng ta có câu C, happen. Chúng ta có đọc nha. Chúng ta có từ who là có đọc chữ H. Về chữ này không đọc. Chúng ta chọn. Bây giờ câu số 5. Câu A. Chúng ta đọc là theater. Thea là thờ ha. Giống như âm thờ trong tiếng Anh. Giống như âm thờ trong tiếng Việt. Chúng ta đọc là thờ. Rồi tạm thời ghi như thế này nha. Rồi tạm thời chúng ta đọc là theater, chúng ta đọc là thờ, chúng ta ghi th thế này. Các bạn muốn biết cách ghi rõ ràng thế nào các bạn tra từ điển nha. Câu B chúng ta đọc là ru, thờ ru ha, nhưng mà chữ thờ đọc nhẹ trong miệng. Ru âm thờ luôn. Còn câu C các bạn đọc là anything, thing là thờ luôn. Còn câu D các bạn đọc là âm đờ, giống như âm đờ trong tiếng Việt nha. Giờ này nè, here, thing, through, thờ ru, thờ ru. Còn này là đe, đợi đe. Rồi rõ ràng nó khác biệt. Rồi bây giờ thử xem từ đờ giờ chữ thờ họ viết như thế nào nha. Trong tiếng Anh các bạn tham khảo từ điển đây. Chúng ta có từ theater. Rồi đây là cách viết thứ hai ha. Cách viết thứ hai. Các bạn thấy chữ đờ nó sẽ viết như thế này. Chữ thờ viết thế này. Giống như là chữ o. Giống như là chữ số 0 và gạch chính giữa. Rồi giờ chúng ta coi chữ đờ viết như thế nào. Rồi các bạn thấy nè. Đây. Giống như là chữ o mà nó có cái nối bên trên mà chúng ta gặp một cái. Đây là cái ký hiệu cho tiếng Anh. Các bạn theo dõi kênh trong clip trong kênh để nắm rõ các quy tắc ha. Vậy là chúng ta đã xong phần A pronunciation của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ giải phần tiếp theo. Xin chào tạm biệt.